chúng ta hãy dùng, hãy sử dụng 12 phép lạ này để đuổi bọn cộng sản ra khỏi đất nước chúng ta, cũng như để đuổi bọn tài phiệt quốc tế ra khỏi đất nước chúng ta. Và chúng ta được quyền làm điều đó, và chúng ta sẽ thành công mỹ mãn. Nói đến đây, tôi nói về phần sấm điển tiên tri ở Việt Nam chúng ta, nói về Mỹ Nga Tàu sắp đến nạn tay, dùng bom nguyên tử đến ngày, đất kia sụp đổ nạn tai ngất trời. Rồi đây thế giới chiến tranh bùng nổ, An Nam thời hết khổ về sau, ra tay đón rước đồng bào, tản cư ngoại quốc người về trong Nam. Rồi Việt Nam thời ô thước bắt cầu, để cho các nước đầu đầu đi vào Nam Việt để chầu Thánh Vương. Kính thưa đồng bào thương mến, đó là sấm điển của Đức Phật Thầy Tây An ban cho cách đây khoảng 160 năm về trước. Kính thưa đồng bào thương mến, cách đây 160 năm, khoảng 160 năm về trước, theo tôi được biết, Phật Thầy Tây An giáng lâm kỳ này vào năm 1000, ngài sống được 49 tuổi và ngài mất vào 1850 hay sao, thì hôm nào tôi coi lại phần đó. Nhưng mà theo tôi được biết là phần sấm điển này là cách nay khoảng 160 năm về trước. Lúc đó thì nhân loại chưa nghĩ đến việc chưa nghĩ tới bom nguyên tử là gì, thì làm gì mà có chuyện mà biết gì bom nguyên tử. Thế mà Phật Thầy Tây An, tiên tri Việt Nam chúng ta, đã nói trước về phần đó. Nga Mỹ Tàu sắp đến nạn tai, dùng bom nguyên tử đến ngày, đất kia sụp đổ nạn tai ngất trời. Nói đến cái chuyện mà bom nguyên tử nổ thì sẽ kinh hoàng khủng khiếp, khi mà Mỹ Nga Tàu mà dùng bom nguyên tử là hiện tại bây giờ là đang dàn dựng đó, sắp sửa nổ đó. Và Trung Cộng thì họ sẵn sàng để cho dân chúng họ chết càng nhiều thì đối với họ thì càng tốt, bởi vì bọn lãnh đạo Trung Cộng, bọn cộng sản thì họ đang đuối sức về cách hành xử của họ đối với người dân Trung Cộng, bởi vì dân số bây giờ quá đông. Mà cái sự ngăn cách giữa người giàu và người nghèo thì quá xa, và đồng thời thiếu trên 200 triệu phụ nữ vì chính sách đàn áp ác độc của người Trung Cộng, rồi làm đảo ngược từ trường quả địa cầu vì đắp những cái đập nước khổng lồ ở tại Trung Cộng. Và thưa đồng bào thân mến, Trung Cộng sẵn sàng giết sạch đàn ông láng giềng và chỉ chiếm phụ nữ để bắt phụ nữ làm nô lệ cho chúng. Đó là chính sách của Trung Cộng từ ngàn xưa đến bây giờ. Và rồi đến giờ hôm nay thì Trung Cộng sẵn sàng làm những điều đó, và đương nhiên mà nếu mà không thành công thì có chết bao nhiêu thì cũng càng tốt, bởi vì để dễ giải quyết cái vấn đề nhân số, và môi trường thì quá dơ bẩn, thì đó là cái việc mà Trung Cộng họ sẽ làm như thế. Một là chiếm và tiêu diệt các nước láng giềng, chỉ giữ lại phụ nữ thôi, và chiếm đất và giành phụ nữ. Được thì tốt, còn không được thì chết, dân chết bao nhiêu chiến tranh, dân chết bao nhiêu thì càng tốt, để họ rảnh tay, dễ giải quyết. Thế nhưng cái lối hành xử này của cái bọn Trung Cộng thì nghịch ý Thượng Đế, thành ra đất nước Trung Cộng sẽ bị đại nạn động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, và sẽ nát, xé nát Trung Cộng ra nhiều mảnh, và các nhà lãnh đạo Trung Cộng sẽ bị người dân xử tử hình trong những ngày tháng năm sắp tới. Đó là những gì tôi biết trước. Và khi mà chiến tranh xảy ra thì đồng bào biết là đồng minh sẽ canh vào những đập nước của Trung Cộng, sẽ búng sập đập nước Trung Cộng, và Trung Cộng sẽ bị chìm xuống biển nước. Đó là nói về nếu mà chiến tranh xảy ra đó,
Và tuy nhiên những hình ảnh mà chúng tôi đã chụp được trên mây thì Trung Cộng sẽ bị tiêu diệt nặng nề. Và đây là hình ảnh chiến tranh để tam thế chiến sẽ hiện ra trên mây đây nè. Bạn thấy rõ chưa? Đây nè, đất nước Trung Cộng nè, cái mặt quỷ, cái đầu quỷ Satan nè, mắt mũi miệng há miệng ra, đây là thằng quỷ Satan nè, là Trung Cộng Bắc Hàn nè, còn đây là Nhật Bản nè, bản đồ Nhật Bản nè, đây là Tàu Cộng và Bắc Hàn, còn đây là hướng Nga, đất Nga Xô phía trên này, và đây là một thằng quỷ cái này nè đang chiếm biển, đặt cái giàn khoan mỏ dầu ở thềm lục địa Việt Nam nè, đây là một thằng quỷ nè, đây là bọn Trung Cộng nè, còn đây Trung Cộng là quỷ Satan nó nuốt nè, nó điều khiển nè. Cái vùng này sẽ nặng nề thiệt hại vì chiến tranh, và khi chiến tranh xảy ra thì nước Việt Nam chúng ta sẽ được cứu. Đó là những gì mà tôi biết, trùng với sấm điển mà Phật thầy Tây An nói, và tôi đã chụp được hình ảnh hiện ra trên mây là nước Việt Nam sẽ được Cha Trời Giêsu cứu. Tôi nói trước để cho đồng bào biết rõ. Và thưa đồng bào, nói đến đây thì tôi cũng cần nhắc nhở cho đồng bào được biết luôn, tiền kiếp tôi là một y thiền sư. Tôi là Phật sống của càn khôn. Phật là thật, thật là sự thật, là sự sống và sự sáng. Sự sống và sự sáng và sự thật là từ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mà ra. Vì thế Phật Thích Ca, tức là Phật Ấn Độ đó, Ngài nhắc nhở cho dân chúng của Ngài và bá tánh là trước tiên hãy thờ Thiên Thượng trước. Bởi vậy Ngài mới chỉ tay lên trời, Ngài nói là Thiên Thượng. Còn tay trái Ngài chỉ xuống đất, Ngài nói là Thiên Hạ. Rồi Ngài phán duy ngã độc tôn, Thiên Thượng Thiên Hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa rằng là trước tiên là hãy thờ đứng tạo hóa, thờ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, đó là Thiên Thượng. Thiên là thiên liêng, Thượng là Thượng Đế Toàn Năng. Thế nhưng bọn ác trược đã mạo nhận là Phật giáo, là Phật Pháp, chúng đã xâm nhập vào đất nước chúng ta mấy ngàn năm nay, và cũng như chúng đi khắp quả địa cầu, chúng nói về Phật Pháp. Tuy nhiên, chúng đã nói dốc và nói xạo, bởi vì chúng không bao giờ nhắc nhở đến Thiên Thượng như Phật Thích Ca dạy bảo theo lệnh của Thượng Đế. Trước tiên là phải thờ Thiên Thượng trước. Điều này để cho đồng bào biết là hãy tránh xa tất cả những nơi nào dạy về Phật Pháp mà không tôn thờ và kính thờ trước tiên là Thiên Thượng, tức là Thượng Đế Toàn Năng. Nhớ những gì tôi nhắc nhở, bởi vì tôi là Phật sống của càn khôn mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã tác tạo ra linh điển của tôi lâu lắm rồi. Và đồng thời đương nhiên tôi, tiền kiếp tôi và tôi là linh điển, là Phụ Đổng Thiên Vương, là Thánh Giống. Cái chuyện đó là có thật. Đó là lý do tại sao tôi chụp được những hình ảnh này mà lại là không phải những nhà lãnh đạo khác hoặc là một người khác, mà chính tôi đây là người chụp được những hình ảnh này trong lúc hướng dẫn người Việt Nam chúng ta cầu nguyện. Thì những hình ảnh này đã nói lên ứng chứng tôi là ai. Thành ra đồng bào đừng có nghi ngờ kêu bằng đến một cái độ mà mù quáng. Mà những ai chưa hiểu thì hãy tìm tòi học hỏi, rồi mới biết là mình đang xem xét những gì vô cùng quan trọng quý giá của Thượng Đế ban cho Thánh Giống, để Thánh Giống san sẻ lợi cho đồng bào bá tánh nhân loại, và nhất là người Việt Nam chúng ta được thừa hưởng trước. Vì thế những ai mà vô tình hoặc cố ý coi thường việc làm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh bảo Thánh Giống làm, đó là việc làm cứu nguy Việt Nam, tức là lãnh đạo cứu Việt Nam và đồng thời làm việc phụ giúp đồng bào cùng nhau phụ giúp cứu nhân loại. Bất cứ người nào coi thường việc làm mà Thánh Giống đang làm đây thì những người đó sẽ lần lượt mất tất cả ở đời này, và nhiều đời nhiều kiếp sau này sẽ mất nhiều hồng ân lắm, thì ráng chịu. Còn những người nào mà tiếp tục hỗn láo đến một cái lúc mà quá độ phá phách việc làm mà Thánh Giống đang làm, ngăn cản phá phách hoặc là hủy diệt, tìm cách hủy diệt mà việc Thánh Giống đang làm, thì những người đó sẽ bị trừng trị đích đáng không chậm trễ, bởi hàng triệu triệu linh hồn của những linh hồn chiến sĩ sẽ trừng trị những người đó không chậm trễ. Và đây là linh hồn của những linh hồn chiến sĩ.
Và Chúa Giêsu sẽ trừng trị những người đó không chậm trễ. Tôi nói trước, bởi vì tôi được sự bảo vệ của Cha Trời Giêsu, Thượng Đế toàn năng, toàn thời gian. Và đương nhiên, Cha Trời Giêsu đã ban cho tôi hàng triệu 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 anh linh, anh hùng chiến sĩ, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ phụ giúp tôi, đồng hành với tôi và bảo vệ tôi làm công việc này. Đó là việc cứu nguy Việt Nam, lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Thành ra đồng bào nhớ những gì tôi cảnh báo, tuyệt đối không được phép khinh thường việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Mà ngược lại hãy mau mắn sám hối gấp, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội. Ở đây tôi nói lập công chuộc tội, ở đây tôi không nói lập công bồi đức gì đấy đó. Bởi vì tất cả những loại chúng ta đều có tội trước mặt Thượng Đế. Nhớ những gì tôi nhắc nhở. Kính thưa đồng bào thương mến, những gì tôi nói đã quá rõ ràng. Thì chúng ta cần thông báo cho các nhà truyền hình, truyền thông, báo chí, thế giới được biết gấp. Chúng ta cần có ngân sách để mà kêu gọi họ trong khoảng thời gian đầu. Tôi nói cái việc này cách đây là từ năm 2009 rồi. Khi mà tôi chụp được những hình ảnh đầu tiên khuôn mặt Chúa Giêsu thì tôi đã nói rồi. Thế mà đồng bào Việt Nam chúng ta đã chưa làm bổn phận của mình. Giàu có ngập mặt dư dật, tài sản của người Việt Nam hải ngoại mình đông nhiều lắm, đã không phụ tôi làm. Hầu hết đại đa số chưa làm bổn phận của mình. Còn ở trong nước thì bọn Việt Cộng, Việt Giang nó bán đất, bán biển, bán dân. Nó đông đầy những túi tham không đáy, nó chuyển ra nước ngoài, nó tẩu tán, rốt cuộc bị giật hết. Chúng nó không bao giờ làm cái chuyện này, chưa bao giờ làm cái chuyện này, phụ giúp tôi làm việc. Chưa bao giờ lập công chuộc tội. Mà chúng nó phải danh chính ngôn thuận, phải lập công chuộc tội và phải liên lạc publicly. Và ở đây là nhắc nhở cho người Cộng sản ở Việt Nam hãy mau mắn thông báo cho cả thế giới được biết và ở tại Liên Hợp Quốc được biết, và cũng như thông báo cho đồng bào Việt Nam được biết là các người mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi, Y Sư Thánh Giống, lãnh đạo Việt Nam. Để tôi mời gọi toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta cùng nhau làm việc tái thiết quê hương xứ sở chúng ta gấp. Các người nhớ làm những gì tôi cảnh báo, mau mắn. Đừng để đến dầu sôi tới chân rồi mới nhảy thì trễ rồi. Mà hiện tại bây giờ là quý vị đang đứng trước những cái chậu dầu đang sôi và sẵn sàng đổ lên đầu quý vị và đổ lên linh hồn của quý vị luôn. Thành ra tôi cho quý vị biết đây không phải là nước sôi mà là dầu sôi lửa bỏng sẵn sàng đổ lên đầu quý vị. Dầu sôi lửa bỏng của Thượng Đế, cơ trời đang chuyển và sự uất ức của người dân sẵn sàng đổ lên đầu bọn Cộng sản, cũng như đổ lên đầu bọn tài phiệt quốc tế, cũng như đổ lên đầu bọn giàu có hung dữ, ích kỷ, kiêu ngạo, hống hách, cũng như sẵn sàng đổ lên đầu những kẻ nào tiếp tục thờ ơ vô trách nhiệm, tưởng là mình có thể trốn chạy sự thật. Thế nhưng không ai trốn chạy được lương tâm mình, mà cũng chẳng có ai trốn chạy được lưới của trời. Ở đây tôi nói đến những kẻ thờ ơ vô trách nhiệm luôn đó. Là nếu quý vị vẫn tiếp tục thờ ơ vô trách nhiệm thì chuyện gì? Quý vị sau này sẽ bị nhốt chung với những người thờ ơ vô trách nhiệm hàng ngàn năm. Thì đó là một cái hành động kinh hoàng khủng khiếp. Còn hơn là dội nước sôi lên đầu, lên cổ mình. Bởi vì bị nhốt chung với những người thờ ơ vô trách nhiệm, những người lo đong đầy những túi tham không đáy. Và những người đó là những người phải nói là gây ra biết bao nhiêu tội ác, làm thiệt hại đến sự chuyển mình của càn khôn tiến hóa, làm thiệt hại đến đời sống của rất nhiều người. Bởi vì những người lo đong đầy những túi tham không đáy,
đó là bọn cộng sản và bọn tài phiệt quốc tế và bọn con buôn thế giới, bọn đầu cơ tích trữ, bọn giàu có hung dữ ác độc. Họ đã gây ra quá nhiều tội ác. Đó còn hơn là những cái chảo dầu sôi lửa bỏng nữa, thưa quý vị. Thành ra đây là cơ hội cuối cùng cho tất cả những người Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều phải mau mắn lập công chuộc tội khi mà quý vị còn có thể. Quý vị phụ tôi bằng cách nào thì quý vị thấy mà nó hợp tình hợp lý đối với quý vị. Hoặc là quý vị tự động thông báo cho nhiều người được biết, hoặc là kêu gọi những cơ quan truyền thông Mỹ hay là thế giới gì đó, hay là Việt Nam gì đó, quý vị mời gọi người ta, đóng tiền cho người ta, kêu người ta thông báo, phỏng vấn về những cái chuyện này. Hoặc là quý vị có thể gửi check hoặc money order đến chúng tôi để chúng tôi làm thế cho quý vị. Và đây là địa chỉ account, quý vị có thể gửi thẳng vào account này. Bank of America, account là Face God Jesus Christ, và cái số account rõ ràng đó. Hoặc là những ai cần gửi check hoặc money order thì đây là địa chỉ. Hãy làm liền, đừng có chờ đợi gì hết. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị lập công chuộc tội. Ở đây tôi không nói chuyện lập công bồi đức gì đây. Mình nói thẳng vấn đề là chúng ta cần lập công chuộc tội. Bởi vì chúng ta đã quá trễ nải. Cái bọn Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều của chúng ta nè. Ba cái đám này nè, cá mè một lứa. Lần lượt đó là sẽ kêu bằng chết sầu muộn. Sắp hàng vô nghĩa địa chết sầu muộn. Nếu mà vẫn tiếp tục thờ ơ vô trách nhiệm, không sám hối và lo lập công chuộc tội thì những người đó sẽ lần lượt chết sầu muộn và linh hồn sẽ bị nhốt chung với nhau, hoặc là sẽ bị nhốt chung với quỷ Sa Tăng. Tôi nói trước đó, đây là địa chỉ nè, đó, làm gì đó làm đi. Và sẵn đây tôi nhắc nhở cho tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới luôn, mà có nhóm bọn truyền thông báo chí rồi này kia, rồi các người phải làm chuyện của các người không làm sau này các người sẽ bị nhốt chung với quỷ Sa Tăng hết á, hoặc là đó quý vị sẽ bị cá mèo của lứa, quý vị sẽ bị nhốt chung với nhau nhiều ngàn năm. Rồi các nhà lãnh đạo các tôn giáo nữa, quý vị phải nghe lời tôi hướng dẫn nó, nghe chưa? Bởi vì tôi là đạo trưởng của thế giới, Thượng Đế Toàn Năng đã trao chức vị đó cho tôi vào ngày 22 tháng 3 năm 2000 12. Thành ra những nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới cần nghe lời tôi hướng dẫn và khuyên bảo và tuân lệnh theo những sấm truyền của Thượng Đế ban cho mà tôi đã nhận được và tôi đã thông báo bấy lâu nay, là quý vị có bổn phận phải copy những hình ảnh này và phân phát cho đồng đạo của quý vị. Cũng như quý vị cần để những hình ảnh này, nhất là khuôn mặt Cha Trời Giêsu, tức là những phép lạ này quý vị cần để ở nơi nhà thờ, nơi chùa chiền, nơi am yết gì của quý vị, những nơi trang nghiêm của quý vị đó, hãy để nơi đó để mà học hỏi, để mà làm chứng chứng giám là quý vị biết tỏ lòng ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Và nếu quý vị nào chậm trễ thì sau này chính quý vị, những nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới sẽ bị nhốt chung với nhau với những người mà thờ ơ vô trách nhiệm, hoặc là quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Sa Tăng thì ráng chịu, lúc đó đừng mà trách móc. Tại sao thánh giống chúng tôi không nhắc nhở và cảnh báo cho quý vị biết theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi thông báo? Tôi đã thông báo nhiều rồi ở trên internet, và ngày hôm nay tôi thông báo một lần nữa, nhớ như gì tôi nhắc nhở. Bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi, mệt quá rồi. Rồi ha, xong rồi nha. Rồi đó, đầy đủ rồi, ngày hôm nay đầy đủ rồi. Thank you, cảm ơn tất cả. Nhớ chưa, Cộng sản Việt Nam mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi làm việc gấp. Các người trải nải, các người có, tôi biết các người đang gặp những đại nạn đó và sẽ lần lượt sẽ khốc liệt. Bởi vì các người đang bị quỷ Sa Tăng bắt làm nô lệ và chúng nó sẽ càng ngày chúng nó sẽ hành xử, chúng nó sẽ giết đời sống và linh hồn của quý vị và con cháu của quý vị. Không có ai chạy khỏi đâu, tôi nói trước đó, quý vị hãy lo mà sám hối gấp, nghe lời tôi khuyên bảo, lập công chuộc tội và tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi lãnh đạo và làm việc cùng đồng bào tái thiết quê hương chúng ta gấp.
Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta đã theo dõi phần sấm truyền và tường trình ngày hôm nay. Thượng đế Toàn Năng bảo tôi thông báo như thế. Thành thật cảm ơn.